thành công nè, biết không? Ừ. Bạn phải có lá chắn. Hello, chào các bạn. Hôm nay anh Bo dẫn mình đi qua bên Berkeley. Đi xem có Berkeley. Có cua không thì mình câu cua các bạn. Đó đi đi. Ông đi cầu ông exercise hả? Ôi cầu dài quá. Ôi đóng cửa rồi anh ơi. Đóng cửa rồi. Ôi không cho ra. Ờ không cho ra. Đóng cửa rồi. Đi kiếm chỗ khác rồi. No sếp. Bị cái gì bị mục vậy? Không cho ra. Nó không cho ra. Ồ xa quá trời thôi. Cái cầu dài quá. That bullshit. Ôi có chiếc bo chạy kìa. Cầu đó cầu cổng vàng ha. Hả? Cái cầu đỏ đó phải không? Đúng rồi. Anh vô đi ghép. Bên kia là Sausalito. Ừ. Bên cầu đó San Rafael đó. À. San Rafael đi qua Santa Rosa đó. À, San Rafael bên đó phải không? Ừ. Bên đó Úc Lệnh ha anh. Ốc Lệnh bên đó phải không? Đó thấy cảng đó. Cảng Ốc Lệnh phải không? Dạ, dạ. Ừ. Còn cái cầu này là cầu San Phan. Cầu này là cầu... Đó, bà Ốc Lệnh qua San Phan đó. Ờ, đúng rồi. Bắt, ốc bắt cua dụng được hết. Nhưng mà người không có lời hình thì phải ra cái cầu đó nha các bạn. Ra cậu đó là bắt cái con gì bắt cũng được hết, cho quyền bắt hết. Có họ cậu cá này. Cậu cá hơn con vui nó để cái lồng. Ờ, à, cái lồng người con gì ta? Mực. Ôi mồi hả? Ừ. Không phải mực ở đây. À, con nó cậu cua anh, không phải cậu cá đâu anh. Ờ à, hả? Con cua nó vô nó mắc vô. À, con cua nó mắc dính vô với cái nhở này hả? Ừ. Ôi, ngộ hả? Mới biết hả? Đó, sản phẩm mình đó. Hello. Ông Mỹ đi ông chào mình. Nice, yeah. Nè, người ta câu dốc nè. Cầu này nhỏ ha. Ngắn. Không, nước nó ra nó bị bể bây giờ. Nước nó ra dài lắm. Dạ hả? Mà nhiều cầu lắm vậy. Mấy cái này nước nó thông lắm, nó không có. Mấy chỗ này là mình ra mình câu là không cần lên sành hả anh? Hả? Không cần lên sành, mình ra cầu này mình dẫn câu bắt bình thường phải không? Đúng. Nếu mà đúng. Cái thì không cần lên. Để tôi quay cái bảng nha. Dạ hả? Ồ, làm như có trái nổi với anh. Trái nổi với anh, bởi nó mới nổi cái này lên nè. Đó, kỳ đó tôi ra bên qua bên xe thồ á. Cũng ra cầu vậy nè. À, cái ngoe. Ừ, có người con cua đây nè. Có không anh? Quá trời luôn rồi. Ồ. Ừ, quá trời luôn rồi. À, quá trời luôn rồi. Ồ. Xuống lấy bắt mớ rồi. Ừ. Này nước trong quá. Ừ. Bắt mớ đem gì nữa ha. Ừ. Ồ. Vậy lấy cái thùng xuống. Rồi anh lên lấy thùng đi. Ồ.
67 đồng phao. Quá trời các bạn ơi. Này các bạn thấy nó đeo không? Nhìn chép. Có về luôn như này. Okay. Trời ơi, bắt chưa đầy nè. 5 khúc một hồ nữa. Nguyên một xô. Quá trời nhiều luôn. Đây ra cái cầu nè các bạn, nó đeo ở dưới cây á. Bắt cái dưới cầu này hết cầu mà cả cần xé mà. Đó dưới đó người ta chơi tàu rồi các bạn. Tàu buồm. À, nước trong nó sạch ha anh. Nước ở dưới lạnh tê tay hết anh. Đúng rồi, nước. Ừ. Nó quá lạnh. Đâu, dùng ngon lưới mà. Ừ. Nó lạnh tê tay, móp tay tôi ở trên này. Để tới mai nó còn sống luôn á. Con đó đó hả? Ừ. Ờ. Wow. Cảnh biển này các bạn, đẹp hết sang phăng đấy các bạn. Bên đây Berkeley, tại chỗ mình đứng là vui các bạn ơi. Hôm nay chủ nhật. À, có mấy người đó là nó ở trong xe luôn anh. Cái xe đó là nó ở chỗ đó. Đó. Ừ, thấy à. Có xe vậy mình đi trong xe mình ở xe luôn ha. Ừ. Bắt lên cái mình nướng, mình nhậu tại chỗ luôn. Đấy. Con cá lên cái mình cho mình gắt chút xíu muối chanh lên cái mình nướng. Ừ. Hồi xưa mình ở vậy đó, hồi xưa mình có thời gian ở bên Mỹ hai anh em ở không rảnh lắm các bạn. Hồi xưa mình ở vậy đó. Mà xe của mình nó bự hơn xe này. Ừ, xe này hả anh? Không. Mình ở bự xe này nữa hả? Nó cái xe chất nhưng mà mình có cái kem bự sao á để mình thấy mình chỉ cho anh coi. Mình sống vòng đây không à? Ừ. Chỗ này chỗ kia rồi đi câu cá rồi không? Ừ. Rồi giờ mình về ha. Không mình chạy lại cái chỗ nữa đây nó có xe ga không? À. Kiếm cầu, kiếm cây cầu nữa ha. Cầu này nó cấm, nó ga. Ở đây rảnh cái đi bắt mấy con này đi ăn đi nhậu chơi sung sướng quá. Ở đây đồ biển vậy đó. Tiểu bang này còn mới mấy tiểu bang khác bắt ghẹ bắt rồi nữa. Bắt ghẹ xanh á. Hồi nãy mà ra cái cầu nó có cái nghe cua ta còn lớp rồi rớt lại anh thấy không? Ừ. Là người ta thảy lòng xuống dưới người ta câu đó. Ừ. Mai mốt mình thả mua lòng đem ra nó mình thảy mình câu chơi. Kiếm mấy giờ bãi cát vậy đó, hết rồi dướm á. À, bãi cát này đó hả? Không, ở đây bãi cát đấy quá. Bên kia phải không? Phải qua cái bãi nữa, nó còn dài một bãi cát nữa. À. Và móc mấy con hết. Cho họ vô đây, họ đi chơi, họ lại nó ăn, nó bụng rồi, lại ăn. Ừ. Đi mở cái quán nhậu nhỏ chỗ này như Việt Nam mà mở cái quán chỗ này luôn á. Ở đây chắc nó cho mở quán nhậu rồi. Đây nó không có. Còn nó không có thích người ta uống bia uống rượu bãi biển. Ừ. Nó lộn đánh đầu rồi. Gây mất trật tự rồi xỉn sai rồi chạy xe chạy cổ rồi gây tai nạn mất trật tự Mỹ mà. Đó, qua bờ này ta bắt được ngoài cái bãi cát dài nè. Ừ. Nó là đi bắt sò bắt hết nào được. Ở dưới nhiều lắm anh, quá trời luôn. Đây, đây đâu có ai bắt gì nhiều đâu. Không ai bắt. Có mấy người ở đâu bắt là mấy người Mỹ nó lo giờ nó xuống nó bắt. Đó, sao phải bên kia đấy. Chạy cặp biển này. Nó có cái nhà hàng hoa lớn đó. À, đúng bán đồ biển đó. Đám cưới rồi nữa. À, kỳ cái nhỏ em nó có nhỏ em thứ 10 ở trên ở Bình Hiêu nó có chở ra đây ăn lần. Còn lúc mới qua mấy năm nó mới qua là qua chưa định cư nha, mới qua chơi thôi. À. Ừ, nó mà mới qua chơi chở nhưng mà định cư rồi không chơi nữa. Định cư rồi không có chở. giờ định cư rồi giờ tới anh chở. Không, tôi chở anh trả tiền thì được. Được, ok, chịu thôi, nó có gì đâu. Có
kể đâu không được đó. Tàu này nói vậy chứ không phải vậy các bạn ơi, anh bạn xuống liền thì anh thương tôi lắm, chở đi ăn bao ăn bao đi ăn hoài trả tiền không có cho. Nhưng mà anh cũng phải để tôi trả một hai lần chứ anh làm vậy tôi không có chịu. Đây nè, nghe đây nè. À, đúng rồi đó, nhà hàng trong đó đó, đúng rồi đó. Khu vực biển đẹp quá, cái tàu mẹ đậu này. Thì đó, nhỏ em như thứ 10 Nga nó chở qua đó ăn. Mày chỉ vô nhà hàng ăn rồi tối hù rồi đi ra đi về thôi, chứ biết chỗ này là sao đâu. Sẵn này không ra đây chơi luôn anh. Kỳ đó mình không có ra luôn, ăn tại ăn xong là tối phía rồi nó còn phải đưa về nữa. Đưa về là mới đà. Nó ở trên đó đó, nó ở trên nóc lên đó. Nó lấy cầu này xuống rồi, xuống rồi. Ờ, ở dưới này mình xuống này mình bắt con này dữ lắm ha. Ừ. Nhưng mà thôi nhiêu đó mình ăn không hết rồi. Nhiều quá mới có bắt có chút xíu một xô. Bắt được quá mọi. Quá trời luôn. Quá trời luôn. Nó đeo có chùm ở dưới. Ra cầu này nó không cấm nè, ra cầu này có cua. À. Ở đây không biết câu có nhiều cua không á. Mấy đứa con nó dẫn đi mấy cái bãi đá làm sao á. À. Không ấy qua tối chiều qua tối qua bên sông Phan câu. Ừ. Đó, lội chơi thảnh thơi ghê không? Đâu có ai bắt bớ gì nó đâu. Mà nó sợ. Ồ, các bạn thấy không cảnh đẹp không? Wow. Đó, anh Bo đang đi bộ ra cái cầu đó các bạn thấy không, đây có chỗ ngồi chơi nữa nè. Đó, ở đây mình quay cái cảnh này cho anh xem nha, chơi nghe vui các bạn. Đó dưới này rong rong này là có ốc đó, có cái con chan chét đó anh ha. Có cua không? À, có cái bàn đấy, ta rửa gì nè. À, bắt cá, bắt cua rồi lên đây rửa. Ồ, sướng quá đây nè. Rửa máu me còn tùm lum đây nè. À, quá chừng luôn. Đây, các bạn thấy không đẹp không? Đây, bên đây thì tàu. À, bây giờ các bạn xem nha. À, bà này bà dẫn chó ra. Dẫn chó ra chơi. À. Hello. Hello. Morning. Good morning. Yeah, thank you. Dẫn chó đi. Wow. Đấy, chú tàu nó chạy đi chơi đó các bạn. Dạ. Tàu bồn đó hả? Hai chiếc nó gắn lại một ha. Câu cá nhỏ nhỏ không à? Cá gì vậy? Cá gì nhỏ nhỏ không à? Giống như mấy con cá lồng tông thôi. Chị Mèo hả? Đó, hai thằng bạn này câu cá. Chắc câu cá nhỏ nhỏ hả anh ơi? Đây nó bắt cá lớn. Cái đó cá nó đổi vô cái này biết được. Đó đây đi. Đó đây đi. Wow. Mèo. Ok, go home, make sushi. Now we're waiting for the big ones, catch some big ones. Smell, huh? Yes, yeah, smell. Oh, yeah. Wow, đã quá. Yeah. Yeah. Thank you. Rồi, bây giờ mình đi về. Đi
Dạ bữa nào anh muốn cho mấy người lại dậu mua miếng mua dĩa sườn đi. Trời. Nó cắt ra rồi cái thì mình thảy lên cái ấy nước. Ừ. Bữa nào? Bữa nào muốn dậu? À. Đây chỗ này là đủ khoa rồi, ra đi câu cá smell được đó các bạn. Hai ông bạn này câu cá smell dính dính cá smell nhóc. Để làm mồi đi câu cá chia sành. Dạ hả? Đây các bạn quay cho các bạn xem này. À, đây, đây, đây. Đây nè. Như bắt dôm vậy ăn rồi. À, bắt dôm. Như nhôm chép. Đó, các bạn thấy cái ruột không? Đó. Đó này, mấy người ở Việt Nam nói. À. Con này mà cũng phe, con của tao bự luôn mẹ. À. Nhưng mà thấy, thấy mấy con Việt Nam cái này nó đen đen, nó không có mập, nó vàng tư như vậy nha. Nó nó cũng có loại trắng loại vàng, tùy theo. Dạ. Yeah. Dạ. Sao cái con này cái thịt nó vàng quá. Ê, coi chừng cái, cái ấy à. Nhìn cái cục dơ của nó. Này cục dơ nè thấy không? Vàng tươi à. Coi cục dơ nè thấy không? Bạn thấy cục dơ không? Ồ, con của anh bự á. Ừ, nắm cái cục dơ phải không? Ờ, rồi mình chấm ăn gịch cái cục dơ lại. Hay quá. Mới học anh được cái cách ăn cha con chim chép này nữa nha. Ngon ghê đó. Ờ, thích ngọt quá. Con sọ ở đây mà anh bắt sống kia nó cũng ngon lắm. Ờ. Đây nè, nắm cái cục chan này, cục này nè. Ha, chấm nước tương. Wow. Giống như ngoài Phú Quốc vậy ha. Ừ. Ừ. Quá đã. Ngon, ngọt. Ừ. Mày đã ăn con rồi mày ơi. Uống rượu mạnh. Uống rượu đế. Đi. Uống rượu đế của Mỹ. Rượu mạnh ở đây là nhiều lắm á. Ừ. Rượu đế Mỹ. Rượu này anh mua ít lắm các bạn. À, anh Bô bạn mình là mua lần có 12 chai. Có đâu có, 36 chai. Ồ, dữ vậy đó. Khủng khiếp thiệt. Thích rồi, mình thích rồi là mình mua nhiều lắm á. Mình uống mà mình thích rồi mình mua nhiều. Ngon quá. Quá ngon. Ngon quá, quá, quá ngon. Dạ. Quá mà quá. Quá giản dị luôn ha. Giảm mì. Giản dị. Mình anh mình mới bắt con chỗ anh bắt cái khé coi nè, anh muốn bắt anh lấy bắt không ở đây 2 phút đồng hồ nữa, thò xuống bắt cái anh nó thôi đủ đủ rồi đi về. 5 phút chứ 2 phút gì nữa. Cái 5 phút. Cái 5 phút. Tôi bắt chưa có đã nữa, anh kêu tôi đi về thôi về đầy xô. Mới ăn rồi anh rồi bắt chưa đã. Này cầm cái này. Cái đó có nhiều khi bà già bà kéo ra đó. Đây cầm cầm dưới nữa nè. Thấy. Kéo ra luôn cũng được. Kéo luôn. Ngon. Con này ở Việt Nam bà hạ đảo. Qua đảo con bắt con lớn 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 vậy nè. Bự bự vậy nè. Mấy đảo quang á. Mấy đảo quang ở ngay gần gần Phú Quốc á. Nhiều lắm. Nhưng mà cái con này anh kêu tôi bắt cái dưới sâu là tại sao? Lý do? Cái con ở trên sợ nó bị hơi dầu. À tại cái chỗ đó là cái bến tàu không? Dầu nó nước biển dầu nó lon trên đó thì dầu nó lon trên mặt cho nên con này cái dơ nó nằm trên nó bị ảnh hưởng mình ăn hôi dầu không mà đâu hôi đâu không hôi mấy con này tôi thò dưới sâu không à mấy con nằm trên cạn cạn nhưng mà bắt có dưới sâu con bự hơn nữa đúng rồi mà nó không có cái chất phù sa nó không ăn chất phù sa coi dưới nó ăn cái chất trong hơn tại vì dầu mỡ cái gì nó dơ nó nằm trên rồi phải không nhưng mà mình thấy có dầu đá cá thì mình không bắt mình đi chỗ khác. Rồi, vô một cái. Ngọt ghê nha. Ngọt ghê. Wow. Nó muốn nhậu bữa nào mình muốn nhậu mình đi mình bắt đi. Cái mình thấy lên nướng. Rửa sạch cái mình thấy lên nướng. Nướng ha. Ừ. Đó, nướng sống. Cái mình làm nước sốt. Về đây sống ở đây có bạn sớm vậy đó các bạn. Mai mốt đi bắt cua nữa. Buồn buồn cái rủ mình đi bắt con này con kia về nhậu. Rồi thôi video này kết thúc nha, đi bắt con chim chép về mình nhậu. Chào các bạn trên YouTube. Bye bye các bạn, hẹn gặp lại những video bắt cua, bắt cá, câu kể tiếp cho các bạn xem chơi. Mai mốt đi kiếm nai. Mai mốt kiếm bắt con nai. Rồi từ có lẽ đi nếu mà cả hứng thì kiếm heo rừng. Đi heo rừng. Hay là kiếm con trồng mướp, trồng không phải trồng trồng hương. Trồng hương. Về mình nhậu ha. Rồi mình kết thúc video tại đây nha các bạn. Hẹn gặp lại những video tiếp theo. Bye bye. Chào các bạn. Hẹn gặp lại.
Tôi mua trong Costco, nó mắc mà ăn không có ngon gì hết. À, con ngon. Này béo quá béo. Ngon.